thôn Lệ Bắc, nằm giữa sông Thu Bồn tại xã Duy Châu, Quảng Nam, gần đây phải đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn, đường duy nhất vào thôn đã bị ngập sâu và chảy xiết, khiến việc đi lại trở nên nguy hiểm. Chính quyền địa phương đã phải bố trí một con đò tạm để giúp học sinh và người dân qua sông an toàn. Thôn Lệ Bắc có 365 hộ dân và khoảng 1.300 nhân khẩu, trong đó có 400 học sinh. Mỗi mùa mưa bão, thôn lại bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Ông Phạm Tiến, 54 tuổi, hiện đang lái đò tạm giúp người dân và học sinh đi lại chiếc đò và áo phao được chính quyền hỗ trợ và ông Tiến chỉ nhận tiền công và xăng dầu. Tuy nhiên, khi nước lũ dâng cao quá mức, đò tạm phải ngừng hoạt động, khiến học sinh phải lội qua đập tràn, rất nguy hiểm. Bà Ngô Thị Xanh, 65 tuổi, người buôn giá đỗ ở chợ Duy Châu, chia sẻ rằng mỗi khi muốn ra khỏi thôn, bà chỉ có thể đi bằng đò tạm. Sáng 14 tháng 11, khi bà đi chợ, nước còn ở mức thấp, nhưng đến trưa, con đường đã bị ngập sâu hơn 1,5 mét, buộc bà phải sử dụng đò để về nhà.